Hello anh chị em, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà mình xóa bớt cái dung lượng ổ cứng trên Zalo. Nếu mà chúng ta dùng Zalo nhiều ấy thì dung lượng ổ cứng sẽ chiếm rất là lớn. Cho nên là chúng ta có thể sẽ xóa bớt đi. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta ở trong Zalo này, chúng ta vào phần cá nhân. Anh chị em vào phần cá nhân nhé. Phần cá nhân dưới cùng bên phải này. Vừa cá nhân này. Đó. Xong chúng ta vào cái phần gì ạ? Phần bánh răng cưa ở trên cùng bên phải nha. Đấy. Xong chúng ta nhấn vào phần gì ạ? Quản lý dữ liệu và bộ nhớ này. Đúng không ạ? Đó. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đợi một chút, nó sẽ load cho ta tất cả những cái ứng dụng cũng như là những cái bộ nhớ mà Zalo đang chiếm của chúng ta. Đó, anh chị em đợi một chút ạ. chưa có cái gì, chưa có kết quả. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào nút xóa bộ nhớ đệm này. Xóa bộ nhớ đệm là dữ liệu tạm thời được sinh ra khi dùng Zalo. Nội dung tin nhắn sẽ không bị xóa, cho nên là mình nhấn vào xóa bộ nhớ nhận này. Đấy, riêng bộ nhớ đệm ở đây đã là 4,4GB rồi. Xóa bộ nhớ đệm này. Đó. Rồi. Sau đó là chúng ta vào phần quản lý dữ liệu trò chuyện này. Đó. Thì ở đây thì chúng ta đợi một chút, nó sẽ hiện ra tất cả các cái nhóm, cả những tin nhắn, và chúng ta có thể xóa bớt những cái bộ nhớ. Ví dụ như là chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là tin nhắn này, dữ liệu hình ảnh này và dữ liệu khác này. Đó. Thì chúng ta có thể xóa đi dữ liệu hình ảnh hoặc các dữ liệu khác, hoặc chúng ta xóa hết. Đó. Thì xem cái nhóm nào mà nó không quan trọng thì chúng ta sẽ xóa bớt đi. Đó. Ví dụ như là nhóm này đi, thì nên xóa đi, xóa trò chuyện hoặc là xóa dữ liệu hình ảnh video. Đấy. Trò chuyện thì là cái text, còn file hình ảnh dữ liệu video thì mới là cái file mà chiếm bộ nhớ lớn, cho nên là chúng ta chỉ cần xóa hình ảnh video là nó sẽ xóa được cái phần lớn cái dung lượng rồi. Đấy, tin nhắn nó chỉ có 9,5 MB thôi. Đó. Đấy, tương tự như vậy, tất cả những cái này nó đều là hơn mấy trăm MB này. Đó. Ok các bạn, như vậy là chúng ta có thể xóa được cái dữ liệu và quản lý được cái dữ liệu của chúng ta. Ok anh.